đường đi thì rất là đông người, chen chúc hai chiều ngược nhau. Có những người phải đợi lâu, kẹt xe, lại la hét. Bà con đi mua đèn pin, mua đinh vít để về lo cho bảo gia cố mái tôn, rồi phòng khi cúp điện. Bên còn mua được cái đèn pin và một ít cây đinh vít để bằng tôn. Bên đang ở đường Nguyễn Sinh Cúc, được chờ bị già. Bên này còn một cây đám, bà con đi đám rất là đông. Chúng ta thấy đang chờ dài luôn. Chắc có lẽ bà con lo ngại cái bảo điện, nên chi cái thời điểm này còn thành tranh thủ đi đám. Nhìn vào hàng bản đồ, bà con cùng người vào người ra mua thép, mua đinh, mua đèn pin. Đang rất là lo vì sợ cơn bão sẽ làm ảnh hưởng, nên chỉ chuẩn bị để cho cả cái công tác ngã ba, tức là ngoèo dân xây đường đi vào Nam. Quý vị và các bạn không quên bấm đăng ký rung chuông để cập nhật video mới về tình hình cơn bão sẽ ảnh hưởng như thế nào với Huế cũng như miền Trung trên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Xin cảm ơn bà con. Bên xin kính chào bà con Sài Gòn, quý nhà hảo tâm, quý vị và các bạn. Trời Huế bắt đầu mưa lâm thâm ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 Noru, sẽ dự kiến đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị cho tới Bình Định. Người miền Trung cũng như Huế của chúng ta, các tỉnh ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 này đang gấp rút chuẩn bị mua sắm các cái nhu yếu phẩm, trang trọng nhà cửa, dọn dẹp bớt cây cối để đảm bảo phòng tránh các cái ảnh hưởng tác hại của cơn bão số 4 bão Noru. Đến giờ này, lúc chúng ta coi video này thì vào khoảng 11 giờ, lúc 10 giờ ngày hôm nay, ngày 27 tháng 9 năm 2022, thì các tỉnh ở Nam Trung Bộ như là Quảng Nam, Quảng Ngãi đã bác lệnh giới nghiêm cấm người ra đường từ lúc 10 giờ. Còn Huế của chúng ta thì chiều hôm nay 3 giờ bà con không có việc thì không được ra đường. Thời gian dự kiến cơn bão sẽ đổ bộ vào khoảng đêm nay và tâm bão sẽ đi vào thành phố Đà Nẵng và Huế của chúng ta, là cái phần ảnh hưởng có lẽ cũng như cơn bão San Sinh 2006, cái tỉnh bị ảnh hưởng nhì sau Đà Nẵng. Tốc độ di chuyển của cơn bão tầm 25 đến 30 km/h, khi đổ bộ thì sức gió mạnh từ cấp 11-12, vùng gần tâm bão có thể lên cấp 13-14, vẫn duy trì cái sức gió mạnh như hiện nay nó đang di chuyển trên biển Đông. Với sức gió của cơn bão Noru này, nó sẽ có khả năng làm tốc mái nhiều ngôi nhà và những chìm mọi tàu thuyền trên đường đi, ngay cả những thuyền hàng tàu trọng tải lớn. Sự ảnh hưởng của bão sẽ gây mưa lớn và khả năng sẽ gây ra lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, cũng như là các tỉnh miền Trung.
tại các quán tạp hóa, nhiều bà con đi mua dụng cụ, mua đèn pin, mua dây, mua cả cái vật dụng để trông chắn gia cố nhà cửa, cũng như là phòng cảnh cúp điện, hết gạo, hết mắm, hết muối, hết lương thực, hết nhu yếu phẩm. Nhiều vùng sung yếu thì chính quyền địa phương đã yêu cầu bà con sơ tán, ăn trú bão lụt, có đến hàng trăm ngàn người. Ở các khu chợ trưa hôm nay, bà con tấp nập mua sắm. Đây là chợ cổng. Mua sắm không những để dùng trong ngày mà còn dự trữ trong những ngày bão sắp tới. Bắt đầu từ tối hôm nay cho đến ngày mai thì bão sẽ đi qua. Nhưng cái tàn dư của nó thì sẽ không biết ảnh hưởng nghiêm trọng với cái mức độ như thế nào. Cho nên chỉ để an tâm bà con đi mua sắm các cái nhu yếu phẩm để dự trữ. Và chúng ta cũng rất mong là cơn bão ảnh hưởng không lớn đến bà con. Tuy nhiên chắc chắn nó sẽ đổ bộ. Trời đang đổ mưa càng lúc mình thấy càng nặng hạt hơn. Tuy nhiên thì chưa thấy gió. Vào thời điểm này, trưa ngày 27 tháng 9 năm 2022 thì tâm bão chỉ còn cách bờ biển Đà Nẵng hơn 300 km thôi. Đoạn đường lấy lời được khách sạn Century, mình đang đi về phía ga. Trời đang mưa lụp bụp rơi vào da mặt của mình. Đây là đoàn đi qua bến Tòa Khâm. Ở cả công viên người ta cũng chặt bớt các cây đảm bảo cho gió đừng có làm gãy cũng như là trôi theo chiều gió, va đập nguy hiểm. Mực nước sông Hương thì đang hiền hòa, không biết bắt đầu ngày mai nó sẽ như thế nào, hy vọng nó sẽ không lớn quá. Có thể tại một cái chi nhánh ngân hàng Viettel đang trang trọng phía cửa. Đường Hùng Vương trong mưa, thưa bà con. Nhiều bà con cũng tranh thủ đi đổ xăng phòng mưa bão. Đây là một đoạn đường Đặng Văn Ngữ đi qua chợ Ân Cửu. Bà con đang hối hả mua sắm. Đường đi thì rất là đông người chen chúc hai chiều ngược nhau. Những người phải đợi lâu kẹt xe lại la hét.
những nơi đông kẹt xe như thế này, cái mùi khói xăng xe rất là thiếu oxy, ngộp luôn các bạn con. Có người đụng vào chân của mình rất là đau luôn. Đến đây là nơi đường Đặng Văn Ngữ giao với Hùng Vương, ngay phía bắc của cầu Ấn Cửu, bắc qua Song Thượng. Bên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay xin cảm ơn bà con đã cùng đồng hành cập nhật các thông tin ảnh hưởng cơn bão số 4 Noru. Không quên giúp cho mình các ý kiến bình luận ở bên dưới, cũng như like video, chia sẻ và bấm đăng ký subscribe. Nếu quý vị và các bạn chưa đăng ký subscribe, kính chúc bà con muôn nơi luôn yên bình, sức khỏe, mọi sự tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.